Xin chào đại gia đình mình nhá. Hôm nay trời lại âm u rồi mọi người. Vừa mới lắng được 1-2 ngày thôi. Năm nay nó dự báo là El Nino rất là nhiều luôn. Mưa rất là nhiều luôn. Thì cái độ ẩm nó cao thì mọi người biết lấm bệnh nó rất là nhiều. Nên là dẫn ra cái tình trạng mà rất là nhiều nhà vườn bảo là KV2 rụng rất là nhiều luôn đấy mọi người. Thì đây như mọi người đang nhìn, đây là vườn V2 của nhà mình nhá. Hôm nay nhà mình vườn mình lại tiếp tục tiến hành phun phòng trừ lấm bệnh, cũng như là trừ sâu vẽ bùa và phun phân bón lá cho V2 đây mọi người này. Đấy. Đang ra hoa ra lụ rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đấy. Đây là vườn V2 nhà mình năm nay bước vào năm thứ 13 đây mọi người này. Đấy. Thì mình xin làm video mình chia sẻ với mọi người cái loại thuốc, loại phân hôm nay nhà mình phun chia sẻ với mọi người để phòng trừ bệnh cho nó tốt mọi người nhá. Đây là dòng thuốc nhà mình phun sáng nay cho KV2 phòng trừ bệnh và sâu đây mọi người nhá. Thì xin chia sẻ với mọi người, cũng có rất là nhiều bác quan tâm là không biết là phun cái dòng thuốc lấm nào như bây giờ để cộng với thuốc sâu và cộng với phân bón lá được để cho nó đạt hiệu quả cao mà nó không kết tủa. Thì trước tiên em xin chia sẻ với mọi người là bốn cái nhóm thuốc lấm, có bốn nhóm mọi người nhá. Thứ nhất đó là nhóm thuốc cốc đồng. Đó. Ví dụ như là thằng Jinsento hoặc là Chapaon hoặc đồng đỏ, đó là nhóm thuốc gốc đồng mọi người nhé. Nó mang tính nóng và nó làm mo lá cứng, lá cứng quả. Mọi người không được phun vào như giai đoạn như bây giờ và lúc hoa là mọi người không được phun cái thằng thuốc gốc đồng là thứ nhất. Nhóm thứ hai đó là nhóm thuốc mang tính là kim loại, ví dụ như là Mancozet đó, thì là mọi người không được cộng mấy thuốc sâu và không được cộng mấy phân bón lá, mọi người chỉ phun nguyên nó là đẹp nhất. Thì mọi người phun lúc hoa nó nở rộ 50% cho đến khi quả đậu thì mọi người phun được những cái dòng hoạt chất nó mang tính kim loại thì nó mát, nó không có làm sao, nhưng mọi người chỉ phun nguyên riêng mình nó thôi đó mọi người nhá. Và hoạt chất thứ ba đó là nhóm thứ ba đó là nhóm mang tính kháng sinh. Thì cái nhóm mang tính kháng sinh đó là những dòng thuốc kháng sinh như là Metalicin hoặc là Andevin vân vân, đó là những cái dòng thuốc nó mang tính kháng sinh thì mọi người cũng không được cộng những cái dòng thuốc gốc đồng hoặc là những dòng thuốc sâu hoặc là những phân bón lá này mọi người nhé. Và mình chia sẻ với mọi người nhóm thứ tư đó là nhóm trung tính. Thì đây là như nhóm trung tính là mọi người đang nhìn, nó là hoạt chất Hasaconazole hoặc là cái hoạt chất Difenoconazole là cái xẹt co ấy, mọi người. Đó là những cái hoạt chất tẩy lấm nó mang tính trung tính thì là mọi người có thể cộng được thuốc sâu và cộng được với phân bón lá mọi người nhé. Như nhà mình đây thì là cái hoạt chất Hasaconazole này nó là lấm đối kháng, nó lấm hai chiều mọi người nhé, nó thẩm thấu và nó ngấm hai chiều cực là tốt luôn. Thì bình thường mình phun phòng là mình phun cho 500-400 cho một chai một lít này cho 400 lít nước mọi người nhé. Nhưng mà mình phun như giai đoạn như ẩm và nó đang lồm ẩm thế này, nó mưa, nó en báo Nina là mưa rất là nhiều như này thì nhà em phun phòng cho cam V2 khỏi rụng những quả chín kìa mọi người kìa. Thì là em phun 4 chai cho một khối, vườn này của em chỉ một khối thôi nhưng đây là 4 chai đây mọi người này. Đấy, 4 chai HC Thái em phun cho một khối luôn. Đấy, có nghĩa là một khối em cho thành 4 lít cho một khối phun thoải mái mọi người nhá. Nhưng mà không được giảm hơn nữa, có nghĩa là không được pha lặng hơn nữa, chỉ liều lượng của nó từ 4 lít này cho một khối cho đến 6 cho đến là một chai là được 600 lít mà 400 đến 600 mà, nhưng mà em phun nặng hơn là phun 4 chai cho một khối. Đấy, vậy nên là em phun được thì là em phun, em chia sẻ với mọi người và em cộng theo là BG Gun đây mọi người nhá. Là cái lọ này thì nó 5.4 EC, như lần trước em chia sẻ với mọi người là cái lọ kia là nó 3.6, nhưng cái loại này là 5.4, có nghĩa là cái liều thuốc nó nặng lên mọi người nhá. Nhưng hoạt chất thì nó vẫn là Abamectin, nó vẫn là sinh học Abamectin mọi người nhá. Nó là 5.4 EC đó. Và lọ này, một lọ này hòa được 200 lít nước. Đây này mọi người này. Nó là Abamectin này. Đấy, nó hòa chất sinh học mọi người nhá. Đầu hổ Abamectin đó. Và cái loại này thì nó hòa được 200 lít nước và em cộng với cả acid amin mọi người nhá. Mọi người KV2 khi đã thu quả xong ấy thì mọi người lại thu quả chín xong rồi kìa, thì mọi người tha hồ mọi người cộng vi lượng thoải mái thì mọi người phun thì nó không làm xanh quả, tại vì nó có quả rồi thì mọi người phun vi lượng thì thoải mái. Nhưng mà nhà em vẫn còn quả cái mọi người nên là em phải phun những cái dòng amino acid này thôi chứ em không phun vi lượng, mọi người lưu ý nhá.
bán quả xong rồi thì mọi người phun thoải mái, nhưng chưa bán thì mọi người không được phun vi lượng, mọi người chỉ phun amino acid này thôi. Tại vì sao? Tại vì vi lượng là nó tham gia trực tiếp, nó cấu tạo lên cái chất diệp đục và tế bào để nuôi sống của cây ấy, làm cái màu xanh của lá lên là nó sẽ làm xanh quả và nó sẽ làm cho sượng quả đấy, nếu như nó xanh lại là nó sượng quả. Và cái amino acid thì nó lại khác hoàn toàn mọi người nhé. Mình đã nói chia sẻ với mọi người rất là nhiều amino acid nó là gì rồi. Amino acid thì nó là những cái chất, đây như mọi người đang nhìn, nó khác hoàn toàn vi lượng là sắt, đồng, magie, kẽm mọi người nhé. Nó là những cái chất như thế này đấy, mà trong lọ sữa của chúng ta hay uống ấy, nó cũng bao gồm những cái chất acid amin này, cây nó cũng rất cần, nên là người ta đã tiết xuất ra những cái dòng này là để bổ trợ cho cây, để giúp cho cây hấp thụ tốt hơn những cái chất mà mình bón, có nghĩa là cái dòng phân mình bón xuống. Ví dụ như mình bón 100% thì nó 36% là nó cây hấp thụ và 50% là bốc hơi và 30% là 20% là kết tủa, đúng không ạ? Thì mình phun cái này vào thì cái lượng phân mình bón có thể nó hấp thụ lên đến được 50%, tại vì là những cái acid amin này nó giúp cho bộ rễ khỏe hơn và nó giúp cho cây tổng hợp protein để đi nuôi những cái tế bào sống dễ dàng hơn, nhanh hơn đó. Mà cây là nhờ tổng hợp được protein để đi nuôi tế bào sống thì đều nhờ những acid amin này, vậy nên là cái này mình bổ trợ và mình phun thoải mái luôn, một tháng có thể mình phun được 2 lần nếu như mọi người thích, tùy trường hợp. Nhưng trừ trường hợp là mọi người không được phun ở khi cái thời điểm là hoa nó đang nở rộ cho đến khi quả đậu, thì là giai đoạn đó là giai đoạn cực mẫn cảm với cây, mình không nên phun ở trong cái giai đoạn đó. Nếu như mọi người phun cái acid amin hoặc là cho ăn phân ngon chẳng hạn thì cây nó khỏe, nó tạo ra cái sự cạnh tranh chất dinh dưỡng giữa lộc và quả, thì nó thiên về cái quá trình đẩy lộc thì nó sẽ đẩy quả và nó sẽ mẫn cảm với cả tất cả các loại hoa nó đang lở mà. Vậy nên là mọi người lưu ý là không nên phun khi từ khi hoa lở cho đến khi quả đậu thì mọi người không phun. Nhưng cái giai đoạn như bây giờ lộc nó đang ra và hoa nó chưa lở thì mọi người phun thoải mái luôn, và sau khi quả đậu thì mọi người phun thoải mái những cái dòng amino acid này mọi người nhé. Một tháng mọi người có thể phun được 2 lần đó, cũng được, là càng tốt càng đẹp luôn. Còn như vi lượng thì mọi người lên 1 năm mọi người chỉ định kỳ phun 4 lần là đẹp rồi. Nhưng cái amino acid này thì nó chỉ là cái chất để giúp cho cây tổng hợp chất tốt hơn, thì mình phun có thể 1 tháng mình phun được 2 lần đó. Thì mọi người cứ phun chả sao cả, cây nó càng đẹp càng khỏe thôi. Đây là vườn cam V2 mình năm nay bước vào năm thứ 13 tuổi mọi người nhá. Đó, mình xin chia sẻ với mọi người thì năm nay cái mình phòng lấm bệnh từ cái đợt tháng 8 năm ngoái thì nó cũng được không được tốt lắm, nên là những cái tầng gầm của nhà mình là nó cũng ra đi một số rồi, đâm ra là nó cũng không được sai như lúc đầu nữa mọi người nhé. Ở đây là xin chia sẻ với mọi người video hôm nay là về trừ cái dòng nấm bệnh cũng như là sản phẩm của nhà mình phun thôi, xin chia sẻ với mọi người để mọi người tham khảo. Rất là mong video chia sẻ có thể giúp ích được mọi người một phần nào đó tư liệu về trong cây cam V2. Đến đây mình xin dừng video để mình đi hóa thuốc và mình phun, xin chia sẻ với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.